hôm nay Hạnh đến đây để đưa tiễn một ông anh lần cuối cùng. Hạnh nhớ đã có lần được tin chị Kim Tuyến cho hai anh Tân bệnh nặng, Hạnh cũng có đến thăm. Và rồi không ngờ lần đến thăm đó là lần cuối cùng gặp anh. Chúng ta rồi cũng phải đi trên con đường của anh Tân. Nhưng mà cái đau lòng nhất là mình nhìn những ông anh lần lần ra đi. Anh Hùng Cường, anh Hữu Phước, anh Dũng Thanh Lâm, cậu Mợ, Diệt Hùng Ngọc Nung, anh Nhật Minh và bây giờ Lãnh La Toàn Tất. Con đường này không ai tránh khỏi. Ngày hôm nay chúng ta đến đây khóc, không biết mình khóc cho người đi hay là mình đang khóc cho chính mình. Biết rằng trăng tròn thì trăng sẽ khuyết, trăng không bao giờ tròn mãi. Nhắc lại những kỷ niệm ngày xưa đi diễn với anh Tân thì phải nói là toàn là những kỷ niệm vui không. Nhớ có một lần diễn ở trên Los, tất cả mọi người đều biết anh Tân là kịch sĩ và tài tử, không phải là nghệ sĩ cải lương. Nhưng mà anh cũng có tham gia, anh yêu nghề, anh tham gia trong một cái vở tuồng. Mà anh còn nhớ là anh đóng cái vai em của một vị nữ hoàng, đó là tuồng Trăng Thề Soi Lửa Hận, mà chị Kim Tuyến là nữ vai chánh, chứ anh Dũng Thanh Lâm. Thì cái đoạn cuối đó, cái bà nữ hoàng đó là Hạnh thủ diễn, bị thua trận và bị người ta đâm chết. Thì ảnh là cái giai em, ảnh mới nhào tới, ảnh ôm vị nữ hoàng đó. Thì ảnh mới, lúc đó vị nữ hoàng đã chết trong tay của ảnh. Mà ảnh mới nói là, chị hai ơi, sao mà chị chết, chị không trối, chị chỉ cho em biết á, là vàng bạc chị giấu ở đâu mà chị giật hụi em. Lúc đó Hạnh không thể nào nín cười được, đã chết rồi mà phải cười. Cười quá lớn cho tới khán giả náo loạn lên. Khán giả nghĩ là trời ơi, cái tuần tàu mà sao có cái vụ dược hụi ở trong, mà cái bà này chết rồi mà sao cười dữ vậy. Thì lúc đó Hạnh mới lấy cái tay nhéo vô ảnh, thì ảnh mới ngưng, ảnh không có tiếu nữa. Đó là một cái kỷ niệm mà không thể nào quên được, mà tất cả những anh em nghệ sĩ diễn trong cái buổi diễn đó ai cũng nhắc lại để mà cười. Nhắc tới anh Tân thì mọi người đều biết ảnh luôn luôn đem nụ cười tới cho anh em nghệ sĩ, cho những bạn diễn chung, cho tất cả mọi người. Ngày giờ này anh Tân ra đi, không biết nói gì hơn là em cầu nguyện cho anh sớm về được nước Bạn. Nơi đó em xin anh cầu nguyện cho chúng em, cầu nguyện cho những người còn ở lại. Và ở nơi đây chúng em sẽ luôn luôn cầu nguyện cho anh. Và xin cầu chúc chị Tân và gia đình và các cháu luôn luôn đầy đủ nghị lực để tiếp tục con đường còn lại. Xin hết.